bạn nha. Rồi, chào mấy bạn yên tâm ơi. Chào bạn luôn. Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Bữa nay sáng nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bãi rắn cả nhà. Đây là khu vực bờ bán cầu, ở quay cho bán cầu cho mấy bạn xem đó. Đây, khu vực này em mình có máy tay nha mấy bạn. Đây mát lắm mấy bạn ơi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em mình trong thời gian qua nha. Mình đang đi trước các bạn. Yên tâm. Ủa, có hàng các bạn ơi. Sống không? Rải nha, sống không? Sống sống rồi bạn. Không may nha các bạn. Ừ, ngắn dài sao dăng toàn dính ngắn lãi không, không dính ngắn gì khác đó. Không có hành không ngựa, có hành không ngựa, có trống quá. Trống quá con lãi. Chỗ gốc cây này đá ghê trời như thế ha. Gốc cây này bắt hai ba con rồi. Thế này ngon. Rồi, nhà mình xử lý quen thuộc là dùng lưỡi lam cắt nha mấy bạn. Mình phải chịu khó cắt dài mặt lưới rồi. Cái dài mặt lưới rút ra được nha mấy bạn. Viên rắn không chạy nữa bạn ơi. Chứ còn gỡ ngược chạy. Nãy giờ lội muốn xỉu vậy. Cỡ này mấy tháng này nắng quá nắng rồi. Mà không dính nữa. Lên tới trên đây hơn nửa lùn mới dính. Có các bạn nào hỏi mình lưới có dính ký gửi gì không đó. Lưới mình ở đây xài lưới 3 phân gửi nha mấy bạn. Vì ký gửi thì có gắn hũ ngựa bánh mì của anh Võ Anh Phụng đó mới dính, hoặc là hũ dạnh nha. Còn gắn hũ hành gắn nước không dính nổi nha mấy bạn, tại do cái đầu nó bự lắm, nó không vừa. Xài lưới này thì nó không vừa. 3 phân gửi dính đó mấy bạn, mấy bạn dăng 3 phân gửi dính gắn bự rồi đó. À, nó ít chết hơn, còn 3 phân nó cũng dính mà nó nông mặt thì nó chết, nó dễ dính ngay đầu á, dính ngay đầu là chết. Dùng bệnh đây không có mèo nha bạn, ít lắm đó, giờ anh văn không dính luôn đó, chứ đừng khổ nó hết kêu cầm. Còn dùng mấy bạn có hô hèo nữa, bạn xài 3 phân gửi, 3 phân gửi bắt hô hèo tịch hơn. Đây là hành trang của anh em mình như quen thuộc. Cái túi lưới con đầu tiên mấy bạn ơi, nãy giờ nó không dính. Cái đầy sao chịu dính rồi, chứ không kiểu này bữa nay anh em mình chắc hắt thu quá. Lưới của anh em mình đem theo để dầm thêm nha mấy bạn. Lưới này có bạn hỏi nhiều ký mình cũng không biết đường trả lời luôn, tại mấy bạn mua về mấy bạn tự làm chứ không phải là này người ta gáp sẵn cho mấy bạn nha. Không, một ký nó ở quê mình là bán 250 đó mấy bạn. 250 mấy bạn làm ra khoảng, nếu mà làm y gan như mình là ra cỡ 350-400 tay nha các bạn. Ký lưới không ha. Ký lưới không á. Ký lưới không đó, rồi về mấy bạn tự phân tay ra làm nha, chứ không phải người ta làm sẵn cho mình nha mấy bạn. Phân tay ra rồi kiếm tre với dây nữa thì chạy ra theo như người tay. Mấy bạn làm là chi phí nó nằm khoảng 3.000 đó, cho mấy bạn mướn mấy người xỏ bận rồi hết á. Tại vì mình lu bu lắm, ở đây mình mướn không mấy bạn ơi. Mướn xỏ mình tự ra tay. Tay chi phí khoảng 2-3 ngàn à. Đây che mình không có mua nữa. Tiện lợi hơn lợp nhiều nữa các bạn. Lợp mấy bạn chi phí mấy bạn cũng mấy chục ngàn á. Lợp chuột thì nữa. Cái con chuột không bằng ta lưới rồi, hơn ta lưới rồi. Tại vì cái con chuột giờ mua 4-5 ngàn rồi. Này thì nó rất là tiện lợi nha mấy bạn. Vậy để khi mà việc ổn định sắp xếp lại, mình hứa sẽ có 1-2 clip để phát trực tiếp trò chuyện cùng với mấy bạn nha.
và hướng dẫn trực tiếp cách làm phân từng tay lưới này cho mấy bạn xem nha mấy bạn. Thì chắc nữa anh em mình làm mẫu khoảng chừng 2 tay 3 tay vậy đó. Làm chậm rãi, hướng dẫn làm tới đâu hướng dẫn tới đó cho mấy bạn biết cách để mấy bạn làm nha. Thì mình đặt cái này tới Tết luôn hả Tâm? Ừ. Văn này nè. Tới Tết, dùng mình đây tới Tết là nó giảm dính đi rồi mình nghĩ mình làm săn bắt con khác hoặc là làm gì khác mấy bạn ơi. Chứ còn gắn thì nó đi quanh năm, nhưng mà những cái mùa của nó đi mạnh, còn hút mùa nó sẽ đi yếu xìu. Giống như tới cỡ tháng đó là nó sẽ ít dính lắm, ủ đồng hết à. Rồi, hôm nay mình tới đợt đi thăm cái gắn nha mấy bạn. Con đầu tiên nào có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem. Thì cái hướng dẫn trực tiếp đó nữa mình sẽ sắp xếp một ngày, mình sẽ lên cái lịch mình thông báo trước rồi mình sẽ phát trực tiếp cho những fan nào mà có cái thú vui đi săn bắt như anh em mình nha. Như là có kinh nghiệm đây phân từng tay lưới bữa hổm thì cách văn sao em mình có hướng dẫn rồi. Nếu có gì thì bữa phát trực tiếp mình sẽ hướng dẫn cụ thể lại. Rồi chừng nào có dính mình bấm máy cho các bạn xem nha. Tiếp tục anh em mình xuống thăm ở khu vực bờ chanh nha các bạn. Đây bạn thấy bạn không? Đây con tay em mình dính mà chết ngắt rồi. Đây thăm dính chết rồi các bạn ơi. Còn ăn được không? Chuột căng bẫy nha ta. Rồi đỡ bỏ đi. Này con ngắn lái nha các bạn. Còn lại là ngắn không may nha. Hôm nay đi sao dính nãy giờ mới có hai con mà chết con mấy bạn ơi. Thắt thu nữa rồi quá. Hai con. À, giờ để đó chết không con. Đây là cái thành quả của anh em mình nãy nè các bạn. Bữa nay thắt quá hả bạn? Cái luồng nãy mới có con nè các bạn ơi. Hy vọng cái luồng này nó cứu vớt lại mà mới vô tay đầu tiên. Dính em mà chết à. Hy vọng thôi nó có hình rùa ở phút cuối rồi mấy bạn, chơi kiểu này là anh em mình lỗi bữa nay là thắt thu. Rồi, nếu mấy bạn nào mà có xem cái video này tới cái clip này thì tới cái phút này thì cũng chú ý ha, khoảng 2-3 ngày tới em mình sẽ hướng dẫn cách làm lưới gắn nha mấy bạn. Mình sẽ vào buổi chiều nha, mình sẽ phát trực tiếp luôn nha mấy bạn. Phát trực tiếp trên kênh của mình luôn. Rồi mấy bạn nào có nhu cầu hoặc là ủng hộ anh em mình thì vào xem để ủng hộ cũng như là xem cách để em mình nó hướng dẫn làm cái lưới gắn này nha các bạn. Đơn giản đạt hiệu quả cao nha. Rồi nào có dính bấm máy cho các bạn xem nha. Trời ơi mấy bạn ơi, nãy giờ nó thiệt chứ hai anh em muốn quỳ lại luôn. Đi luôn ngày không dính con nữa, còn có mấy tay nữa. Tay tả hết tới đây nó chỉ dính các bạn ơi. Tới đây mới dính rồi mấy bạn. Lại to nha các bạn. Khoan để cho tấm nền quá. Cái này giờ chưa chụp tấm nào. Rồi, để mình chụp nó tấm nền cái rồi bấm máy tiếp cho bạn xem nha. Rồi, em mình tiến hành công tác quen thuộc là gỡ nó ra mấy bạn ơi. Cái này nó cũng hơi đuối đuối rồi. Tại nắng quá nắng nào mình còn đuối nữa chi nó. Tay gắn tay lưới này bữa hổm cặp hổ ngựa nữa mấy bạn nhớ không? Đi gắn lãi đâu dính hoài à. Tay này. Tay này gì mà ngay thế rồi đọc chứ. Ngày hôm qua như mình bắt ổ ông gùi đâu phía đó đâu không ta? Tên đó mình đâu đặn. Ở miệng kia đó. Gắn này đường, gắn này cắt cái cũng cỡ đóng lớn nữa đó mấy bạn. Quá chạy đường rồi. Rồi, cắt đi. Nó đuối rồi đó. Nó đuối gì cho đuối, nó đuối. Đuối gần hơn anh em mình. Bữa nay trời nắng lộ nó hóc mà nó không dính, nó cảm giác nó mệt. Nãy giờ mấy bạn cũng nhìn thấy đó, ba gắn à. Chết dục con rồi, còn được con này với con vỏ mình nữa rồi đó. Bữa nay chắc thắt chặn quá mấy bạn. Bữa chúng bữa thắt cái gì mấy bạn xem video thông cảm và chia sẻ cùng anh em mình nha. Lâu trời nắng mà cực khổ quá mà dính mấy con mấy bạn ơi. Hai ba con bận gắn, không mất tiền. Phải hộ hành hay gì đồ cũng vui vui. Thì nghề này nghề bà cậu mày ha các bạn. Bà này nó cũng đuối đuối rồi. Nắng quá chịu nổi, cả gần hơi trốn nước rồi vô rồi vẽ lại.
khô gan chứ. Đây, đó, các bạn thấy không? nó ngóc động không nổi luôn. Ơi, vô lớn nữa. Các bạn thấy lớn mình nhảy không? Chụp cái thạch là chưa vô là vô đó. Nè, xuống đây uống miếng nước đi, lên này vô vỏ nè, về tới nhà chuyển nổi à. Uống ốc ốc không? Uống cạn xong luôn mấy bạn. Dạng mà uống hơn chó nữa. Uống cạn xong luôn mấy bạn. Trời, phì ra liền à. Đây mà nãy giờ thành quả được nhiều à. Lậu giết mà ngồng muốn nổi mà. Tới đâu là xà xuống tới đó. Bữa nay mà nó không dính là cái nó cảm giác nó mệt mỏi mấy bạn. Rồi chơi vô túi đi. Hai chồng nó nhấn lãi rồi. Ông nội về nãy cũng chết nữa. Biết đâu vô trong còn vài tay đó vớt con hổ hành chừng ký lô để tiền mình sống lại đâu. Lúc đó chạy còn được nữa mà. Lội chứ không có lội nữa. Là còn mát rồi liền. Còn giờ anh em cũng lội mà hơi lại là lội ngang cái kinh nữa. Rồi lội xong. Kinh nữa. Bữa nay ngày mắc cừ có bạn ơi thăm gì đâu chứ. Rồi, anh quả nhiều đó. Rồi em mình sửa tay lấy lại rồi. Anh em mình đi vào vô mấy bạn ơi. À, đúng rồi. Mấy luồng nước này luồng nước cũ nha bạn. Ngày mai tới tiếng nước mới chúng nữa bạn coi nè nha. Ngày hôm qua mà ngày hôm qua anh cũng nói với bạn biết luôn, ngày hôm qua nó dính mà đến nỗi mà mình đói bụng ha, mình đuối mà ba cái con sau nó trúng đó mà mình nói chuyện nói mình là biến quay luôn. Quay nhanh vô luôn đó. Quá trời nó đuối luôn. Cắt lưới nhanh gọn làm đế lẹ chân mình đi muốn hết nổi luôn rồi. Rồi bữa nay cũng muốn hết nổi nữa mà bữa nay nó dính nào không dính nó đi không nổi. Còn ngày qua dính quá đi không nổi. Bạn ơi. Đuôi. Rồi tổng kết cho mấy bạn xem luôn Tâm ơi. Được hai con mấy bạn ơi. Tổng kết gì nữa đó có hai con nãy giờ đó mấy bạn ơi. Hai em gì đó. Rồi coi như là kết thúc cái chuyến thăm bảy bữa nay mấy bạn. Cái chuyến thăm bảy quá thắt mấy bạn ơi. Rồi tệ thì đỡ hơn mà không như có bữa con bữa không có đó chứ. Cái đó là mấy cử đầu. Ừ. Như cỡ này không gà là trúng không mấy bạn. Có bữa nay là có ba con đó, ba con mình dụng con còn hai con. Ơi con nó muốn chết rồi. Chắc hôm qua cơn nguy kịch này quá. Ê, chết thì mằng đó. Rồi thôi chào mấy bạn, tắt clip này luôn. Cái này mình chơi trái đủ rồi vô nè. Chết rồi, là mình xử nó luôn đó. Thủ chơi đủ rồi. Xử rồi thôi vào mấy bạn ơi. Quá mệt rồi. Rồi, thôi cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Quá trời nắng rồi mấy bạn ơi. Rồi mời mấy bạn đón xem những video tiếp theo nha. Đặc biệt là sắp tới anh em mình cũng chưa biết nhà nào sẽ sắp xếp sớm nhất sẽ phát trực tiếp cách làm bẫy gắn bằng lưới cho mấy bạn xem nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.